Hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay tớ lại chơi tám trò, chơi trò này trước này. Ta chúng ta sẽ vào chơi cái part 2 này. Where am Đây, chúng ta vào đây. Chúng ta sẽ lấy cái thẻ. Con này you're awake. I found you nó lying sẽ đi làm cái unconscious, thẻ cho so I chúng took you ta. here and patched you up. I'm busy right now, so feel free to explore other places. You'll need this key card to get out Chúng of ta this sẽ room. nhặt cái thẻ này. Chúng ta sẽ sang bên cửa bên này. Rồi. Chúng ta sẽ để đồ dồn đập vào bên này này. Để nó mở. Chúng ta sẽ mở bên này ra nữa này. Ta sẽ vào Powder. bên này cái This can gạo help này. me bake a cake. Chúng ta sẽ đi vào đây nè. If you Chúng want ta to sẽ nói try. chuyện với con này. À, chúng ta sẽ mở cái cửa này ra này. Ta chúng ta sẽ There's the vào đây. recipe. I need to find the ingredients, though. Nào, chúng ta sẽ đặt cái này vào đây. Chúng ta lấy sữa này. Chúng ta sẽ đổ vào đây. Nào, chúng ta sang bên này. À, mở cái cửa này ra này. Ồ, các con vật trong game này. À, chúng ta sẽ lấy cái này. Ta quay sang bên đây. Chúng ta sẽ làm cái bánh sinh nhật. À, chúng ta sẽ ngoái nó lên này. Này, chúng ta sẽ cho vào cái máy này. À, được rồi, chúng ta sẽ I want lấy to này. bring this to that guard. Chúng ta đi ra đây. Chúng ta sẽ chơi hôm nay đây. Wow, you actually made me a delicious cake. Too bad for you. Nó sẽ cho ta chúng ta cái tô vít. I cannot let you out of here. Take the screwdriver, do whatever you want with it, I don't care. Này, chúng ta sẽ lấy này. This can be used to remove some screws. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta mở cửa này. À, mở cái nút này. À, chúng ta vặn bốn nóc này ra này. Này, I chúng wonder ta where this sẽ leads vào. to. À, chúng ta sẽ bò vào trong đây. À, chúng ta sẽ nhìn nó đây. Ồ, Where con is kia my đây. muse? You said you will bring me a fresh subject to paint over. My patience is wearing thin, alien. Please just give me one more day. I swear to bring you a perfect muse. No more begging. I must finish you. Rồi, nó đang nhau kìa. That thing was what tossed me through the window earlier. Ồ, con kia. Hỏi chúng ta sẽ đi đâu. Chúng ta sẽ bỏ lên trên này. Này, chúng ta đi sẽ đi xuống đây. I must find the password to shut that laser off. Rồi, chúng ta sẽ xâm nhập này. Rồi, đúng rồi. Cái kia nó sẽ mất. Chúng ta sẽ đi vào đây nào, chúng ta. À, chúng ta đã chiến thắng rồi này. Chúng ta sẽ sang trò chơi các tường ban ban 4 này. Này, chúng ta sẽ vào chơi. You're doing this deep down anyway, partner. À, chúng ta You sẽ know nhìn. what? Follow me. We can talk more inside. It's not very safe out here. Nó sẽ theo chúng ta đi lên. Careful here. It's not very sturdy.
nó sẽ đi trước chúng ta để nó mở cái cửa này ra này. Welcome to the kingdom. À, nó sẽ mở cửa ra, chúng ta sẽ đi vào. Oh, đây các con vật trong game này. It's not up to me to decide what to do with your partner. Chúng ta sẽ we need to talk to the queen. And when we do, show respect. Chúng ta sẽ nên gần nói chuyện với con tướng trên này. I finished interrogating the new captive. And how would you rate the fruitfulness of this interrogation on a scale of 1 to 10? 0. They don't talk much. And I think they came from the surface. The surface? There's a new one. Did they say what they're doing down here? I'm afraid not. I've heard the screams and the crash from above. You're here in search of your child. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. We can help with getting you back up to the upper floors, but allow us to introduce ourselves first. I am Queen Bouncelia, the ruler of the kingdom. This is Sheriff Toadster, the protector and only other citizen of the kingdom. I apologize on behalf of the sheriff for the rough reception. We've all been a little on edge lately. I'm sure you can understand. How's the elevator back up doing, Sheriff? Not too well. It's missing some crucial parts. 3 to be exact. Do you know where these parts are? Yes, Your Majesty. I was previously too occupied to go collect them. The coming hours will be rough for us all. But this is not your battle, Parent. A sheriff, accompany the Parent and go grab the missing parts. But Your Majesty, nó chuyện nào quá, she should be focused on protecting you. You win once you two get back with the parts in hand. Alright, you heard the lady. Let's head to the station, partner. You get by too well for someone who doesn't utter a word. Maybe I should talk less and see where that gets me. Much of what the queen has said really downplayed our situation. We're in trouble. A lot of trouble, partner. The jester, who you claimed to have met before, has gone rogue. No matter what happens, he must not make the queen laugh. Otherwise, what's in her pouch escapes, and we all die. Chúng ta sẽ đi vào đây. The 3 parts of the elevator are scattered across 3 stations. Chúng ta phải đi using this whole transport system. I believe it's 2 tickets per rider. 2 for me, 2 for you, and 2 for little Beak here. There should be some scattered around here. Con này đang đắp lên. Bu đi. Con này đi à. Ta phải nhặt mấy cái này.
Princess Ada. À, chúng ta xếp trò đây này. Chúng ta sẽ mà nó mở cửa này, nó sẽ cho cái này ra ngoài này. À, nó sẽ cho này nè. Rồi, chúng ta sẽ đi này nè. Chúng ta sẽ bật nó chạy. Nè. You know, I get your confusion, partner. I really do. What's a massive five-petal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? After I was thrown down here by your kind like I was trash, I was hopeless, aimless, cold, and miles away from the promised surface. Long story short, I was found and accepted at my lowest. It was then that I declared myself the ultimate protector of the queen. It's a cause worth fighting for. Good-hearted individuals deserve protection. Chúng ta sẽ xuống dưới đây. We're here, partner. Let's get this over with. We need should be in the administration room within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. That's a sum down. Ta gọi đâu John đập vào đây. À, nó mở cánh cửa ra này. Ta sẽ đi vào. Ồ, tối quá đi. What? What's happening? You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Đây. Nó sáng rồi, chúng ta sẽ đi vào. Hi, I'm a hungry snake. Chúng ta sẽ thấy đầu con rắn này. Do you have any food? Chúng ta cho nó bắt đi. Đây, đang làm bẫy đây. Làm bẫy đây. Vào lại, okay, chúng ta nói chuyện với nó. Okay, you're still in one piece. That must mean you didn't find him. But wait, what's that you got there? Is that a Joyphanium, Sapu? He must have gotten hurt trying to flee the darkness. Well, this is even better than actually finding him. We can use this to lure him to wherever we want. Come with me. I hate to use my supreme knowledge about Jivanium against my own kind, but it is what it is. After the facility abandoned the entire previous wave of cases and threw them in the lower levels, which included myself, they saw another use for me. I had four arms equipped with important tools, and I would never tire or get hungry. The facility recruited me to participate in just about every facet of their operations. One of the cases that came under my hand was Jumbo Josh. Let's just say that we managed to create a case that behaves like an adult male gorilla more than an actual adult male gorilla. He's curious and he's territorial. Once he senses another gorilla in its proximity, he'll come. This sample will smell like an entirely different specimen with a few tweaks. You see where I'm going? Plus, I've prepared a little contraption that might also help us with pulling this off. Sir Dadadu won't suspect a thing. This is the golden chance. We're out here making history, and all some of us care about is going to a beach. All right, I've laced this centerpiece with the modified
version of the sample you had. It's so good that even the queen can smell it from all the way up there. If she's even still capable of smelling. Ready? Brace yourself. I don't know how this is going to go. Nanadu! You win! The scepter piece is yours! Maybe it was too obvious. We meet again, old friend. Lost island old friends didn't imprison each other. You have every right to be mad at us. I would be too. But you have to understand that we were forced to do what we did. Here is what truly happened. Our clan failed, and you were too cowardly to face the punishment. So you took the easy way out, and made me pay along for all of us. Nothing you could say or do would be enough to make up for all of these cold nights I had spent inside of that pouch. I cannot describe how good it feels to see all power and fear again. Destroy the old you before it destroys you! All hope when we lost everything. You gave us something to fight for. Now I need you to do the opposite. Destroy this new you. It has this bitter outlook on life that would have never gotten us this far. By turning on each other, they win. Oh, man, you cannot swear it. I know you have a clan set up somewhere. You don't think I know you and all of your tricks. You know what? Whatever the clan may be, my eyes will be taken off you. Welcome to Cyber Hackers Mod Menu. Enjoy playing. Còn là chúng ta sẽ chơi cái bắt đầu đây này. Thank you.
không vào đúng là chơi mua rồi. Ta sẽ ra đi. Oh, bà ở đâu? Bà đuổi lại. Nó sẽ chạy đâu hả? Bà đây nè. Oh, chúng ta sẽ cho bà ra đây. Oh, cái này là cho bà không bắt được. Chúng ta sẽ cho bà vào đi. À, bà đây này. Chúng ta sẽ nhảy qua đây. Bà sẽ đuổi chúng ta đây. Chúng ta nhảy qua đây. Chúng ta sẽ cho bà lên tăng nè. Rồi, bà chạy lên nào. Sẽ đi vào đây. Ta sẽ lấy cái nọc treo này. Chúng ta sẽ xuống dưới đây. Giờ chúng ta sẽ lấy cái máy này. Ta sẽ đi lên trên. Nó sạc điện mà. Nào, chúng ta sẽ sang lên đây. Đây là khu nhà bếp. Nào, chúng ta sẽ cưới cái cây gỗ này ra. Ta dán keo này. Này, thế bà anh lên đây, bà anh nhảy là bà sẽ ta nên là xem đã bà ra này. Bà đã chuẩn bị xe xuống bếp này. Này, bà đang xuống bếp, bà chuẩn bị ra này. Chắc chắn là bà anh nhảy chứ nè. That's louder than usual. Francis! Nào, chúng ta thắng rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi Poppy 1. Chuyên lại từ đầu. Đây, chúng ta sẽ lấy cái đĩa này. Chúng ta sẽ nắp ở đây. Chúng ta sẽ xem ở đây này. Hi, my name is Lee Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning.
to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is working. Cái dự tính này, mặt của mình dự tính. Rồi chúng ta sẽ đợi cái tay này ra này. Thank you. Sẽ đi ra ngoài đây. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong này. Ô, cái con này ảo quá đi. Xem mà cái ra này. Đó, cái kéo này này. Cái nó mất đến đâu à? Chúng ta mặc cửa này à. Ta sẽ đi vào đây. Ta sẽ đi lên trên đây. Sang đây này. Chúng ta xuống đây chúng ta tìm tiếp này. Ồ, xem có đây không. Chúng ta bên đây xem có cái nào không đã. Ồ, không có rồi. À, bên đây à. À đây, một cái này. Đây nốt cái này là chúng ta đổ 4 cái này. Tần này kem đĩa này. Chúng ta sẽ kéo này ra. Đây chúng ta sẽ vào. Chúng ta đốt cái đĩa vào đây. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell it. Remember when Magnus left in a sweep of this place? Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in this place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. It's a nice smoker. On brand. Just hard to be happy about it with manufacturing on our necks about it. Because we can't find stupid hockey boxes. Rich. That's some money. You're right. You're right. It's for the orphans. Just wish there were less boxes. Anything less anymore. Is that even a word? Thank you.
thôi, qua đây. À, chúng ta đây, chúng ta sẽ sang trò Puppy 2 này, tới thứ 6. Sẽ bị con kéo đây thôi, chúng ta lại trong chơi thứ 7 này. Sẽ đi lấy cái tay. Đi vào trong đây. Ồ, trong đây là những con vật trong đây. Ta sẽ đi sang đây. Thank you.
Creed. Thôi bà đang là chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng, trò chơi thứ 8. Chúng ta sẽ chơi ván này. Chúng ta dâng ra cái thẻ này. Anh nhờ cái thẻ đấy. Chúng ta sẽ mở cái thẻ ra này. Đây, các con vật trong game đây. Tôi kết thúc video tại đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh vào nha. Hẹn mọi người video tiếp theo nè.